Series tìm hiểu về các tội liên quan đến quân nhân, quân đội. Phần 1: 28 tội về quân nhân, quân đội mà bạn cần biết. Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bao gồm 28 tội liên quan được quy định chi tiết tại điều 393 đến điều 420 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017. Cụ thể: 1. Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật. 2. Tội chống mệnh lệnh. 3. Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh. 4. Tội cản trở đồng đội thực hiện nhiệm vụ. 5. Tội làm nhục đồng đội. 6. Tội hành hung đồng đội. 7. Tội đầu hàng địch. 8. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh. 9. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu. 10. Tội đào ngũ. 11. Tội trốn tránh nhiệm vụ. 12. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự. 13. Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự. 14. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự. 15. Tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự. 16. Tội báo cáo sai. 17. Tội vi phạm quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy. 18. Tội vi phạm quy định về bảo vệ. 19. Tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện. 20. Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự. 21. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự. 22. Tội làm mất hoặc vô tình làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. 23. Tội quấy nhiễu nhân dân. 24. Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ. 25. Tội cố ý bỏ thương binh, tử sĩ hoặc không chăm sóc, cứu chữa thương binh. 26. Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ. 27. Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm. 28. Tội ngược đãi tù binh, hàng binh. Trong đó, tội chống mệnh lệnh, tội đầu hàng địch, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự là các tội có mức án nặng nhất, cụ thể là tù chung thân. Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội nêu trên bao gồm: quân nhân tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng; quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện; dân quân, tự vệ trong thời gian phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; công dân được trưng dụng vào phục vụ trong quân đội. Việc điều tra xét xử với những người phạm tội nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền trong quân đội phụ trách. Cụ thể, quá trình điều tra sẽ do cơ quan điều tra trong quân đội có thẩm quyền thực hiện, gồm có cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng, cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực. Về thẩm quyền xét xử sẽ do tòa án quân sự có thẩm quyền phụ trách, bao gồm tòa án quân sự trung ương, tòa án quân sự quân khu và tương đương, tòa án quân sự khu vực. Đặc biệt, tòa án quân sự sẽ có thẩm quyền xét xử tất cả tội phạm xảy ra trong địa bàn thiết quân luật. Mời các bạn đón xem nội dung tiếp theo về chi tiết các tội điển hình liên quan đến quân nhân, quân đội của Thư viện Pháp luật nha.